Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay á mình quay cho bà con xem về thứ nhất á, là cái công tác mà thời tiết ở đất Bắc chúng ta á, thì một số huyện chúng ta đã mưa sớm rồi. Thì hôm nay mình quay cái này để mình nói cho bà con thứ nhất á, là công tác mà phun thuốc chặn đọt hãm ngọn ở trên cây bơ búp ở giai đoạn lần 1. Thì với trái giai đoạn mà viên bi chỗ này á, chuẩn bị lớn thành trứng gà thì cơ bản là hầu như ở tất cả cây bơ búp hoặc cây quả khác á, thì nó sẽ rụng một đợt sinh lý gọi là giai đoạn cạnh tranh dinh dưỡng giữa đọt non và trái. Thì hầu như bà con đều biết á, tất cả cây ăn quả không riêng cây bơ búp thì nó sẽ rụng giai đoạn này mà nó rụng rất là mạnh. Nên trên clip này mình vừa quay và vừa hướng dẫn sớm và thông báo sớm cho bà con để chúng ta khoảng đến 2 đến 3 cơn mưa nữa bắt đầu giai đoạn đó thì bơ búp chúng ta sẽ phát cơ đọt thứ nhất, là cái đọt trái bằng viên bi sắp sửa thành trứng gà, thì nó sẽ rụng một giai đoạn sinh lý rất là mạnh. Thì clip này mình vừa nói vừa hướng dẫn cho bà con xem. Thì những ai, những vườn mà bà con nông dân chúng ta á, mùa bút 2018 á, đã đậu trái á, thì bà con có thể tiến hành phun hãm ngọn cho mình. Thì tùy vào vườn, tùy vào mức độ á, tùy vào khu vực mà có lượng nước mưa lớn á, ít hay nhiều á, thì bà con có thể là gọi điện thoại cho mình. Mình sẽ tư vấn cái chế độ phun thuốc hãm ngọn và chặn đọt có thể riêng và theo từng chế độ. Thì với giai đoạn trái nhỏ như thế này á, mình cũng thường xuyên thông báo bà con á, là phun thuốc nấm cho mình, rồi phun thuốc côn trùng chích thuốc cho mình. Và cái thứ cuối cùng nữa là phun thuốc hãm ngọn. Thì clip này mình quay cho bà con toàn bộ về cái cơ đọt này, nó đã già hết rồi. Ở cơ đọt có đợt 1 nó đã già hết rồi. Thì thời tiết ở đây là cụ thể ở Buôn Hồ nè, Cà Rông Năng, E Tó, Tam Giang và ngoài huyện Cà Rông Búc á, thì ở khu vực Đắk Lắk á, thì mình nói sơ qua thì đã tiến hành có những cơn mưa rào rồi, thậm chí là mưa rất lớn, mưa 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Thì cơn mưa đầu mùa này á, những bà con chúng ta duy trì độ ẩm á, thì sẽ không bị sốc nước và không rụng trái. Thì cái đó hình như tỷ lệ bà con chúng ta xảy ra rất ít, hầu như là không có luôn. Thì đó mình chỉ nhắc nhở sơ bà con. Còn vấn đề quan trọng nhất á, vẫn là bà con kiểm tra thăm vườn, xem cái mức độ đọt của vườn mình sau một cơn mưa nó đã có tiến triển gì chưa, hoặc là cơn mưa thứ hai và cơn mưa thứ ba. Vì thời gian năm nay mưa rất là sớm, mọi năm có thể là mưa vào đầu tháng 5 là bắt đầu mưa rồi, nhưng mà năm nay tháng 4 đã mưa rất là sớm. Thì cũng rất là một phần rất là mừng cho bà con nông dân chúng ta, tưới nước cà phê thì không cần tưới, và cái thứ hai nữa là tưới nước bơ thì bà con cũng không cần tưới nữa. Thì giai đoạn này đã mưa rồi thì bà con công tác giữ ẩm thì bà con có thể bỏ qua được rồi. Thì theo như mình nghĩ thời tiết năm nay sẽ mưa tầm 2-3 ngày mưa một cơn, có thể là một tuần mưa một cơn, thì rất thuận lợi cho cây bơ chúng ta. Qua những cơn mưa này á, thì mình cũng nói với bà con lưu ý á, là thuốc nấm nha. Khi thời tiết mưa thì nấm cú nó phát triển rất là mạnh, cái thứ hai là côn trùng rệp sáp rồi nó phát triển cũng rất là mạnh, nên mà con chú ý thăm vườn cho mình thường xuyên. Còn về cái việc chặn đọt hãm ngọn đó, thì mình sẽ thông báo đây là lần chặn đọt lần thứ nhất để bà con chúng ta có công tác chuẩn bị sớm hơn, để tránh trường hợp rủi ro một số vườn bà con chúng ta để nó rụng rồi bà con mới chặn thì sản lượng bơ năm nay nó rất là ít, mà bà con để rụng nữa thì rất là tiếc cho bà con. Thì đó là mình thông báo sớm là cơn mưa đầu tiên là rất là sớm, nên những bà con nông dân nào mà đăng ký kênh thì bà con có thể là mua thuốc hãm ngọn chặn đọt để đợi đọt cơn mưa thứ hai chúng ta tiến hành chặn đọt được rồi. Thì toàn bộ cái bơ này mình quay rất là kỹ với bà con xem lượng trái rất là nhiều. Và tiếp theo clip tiếp 36 mình sẽ hướng dẫn cho bà con về cái cách tỉa cành tạo tán cho cây bơ mà khi nó đã ra trái thì chúng ta có nên làm cành không. Thì cái câu hỏi này một số bà con cũng hay điện thoại đến cho mình để hỏi, thì mình nói là được, chúng ta vẫn tỉa cành được, chúng ta tỉa sơ đi, thì tùy trường hợp chúng ta có thể tỉa mạnh đi cũng được. Tỉa cành ở đây thì mình giải thích có hai trường hợp. Thứ nhất là cây chúng ta có trái mà đọt nhiều thì chúng ta tỉa bớt đi để dinh dưỡng tập trung nuôi vào trái, là nó không bị cạnh tranh dinh dưỡng. Sau khi chúng ta trái lớn và trứng gà, chúng ta tiến hành thuốc phân mạnh vô. Thì vào mùa mưa thì cái đặc biệt là cây bơ búp thì mưa xuống thì nó phát đọt rất là mạnh. Khi phát đọt xong thì lúc đó những cái cơ đọt đó bà con luôn luôn giữ cho mình, để cho vụ 2019 là những cơ đọt đó sẽ là những cơ đọt kho. Nên cái làm cành thì mình cũng hướng dẫn sơ bà con rồi, tại sao những cái bơ mình làm cành thông thoáng như là trái đậu rất là nhiều. Thì cái đó là thứ nhất là tỷ lệ đậu hoa đậu trái quang hợp của cây rất là tốt, cái thứ hai nữa là bệnh sẽ không có. Nên cái clip mình đang quay cho bà con xem toàn bộ cái bơ này là tỉa cành rất là thông thoáng. Thì mình sẽ vài bữa mình sẽ hướng dẫn cho bà con thêm một cái tỉa cành chi tiết luôn trên cây bơ trong giai đoạn trái.
Thì thời gian gần đây á, thì công việc của mình cũng rất là bận nên mình không có up video thường xuyên cho bà con xem. Thì clip này mình cũng rất là nhắc nhở bà con để tránh trường hợp như những clip trước là bơ chúng ta nó rụng do thời tiết mưa hay rụng sinh lý nhiều á, mà chúng ta không khắc phục được á, thì rất là tiếc cho bà con. Khi mà trái bơ chúng ta nó hình thành trái bằng viên bi, chuẩn bị sắp thửa bằng trứng cút và trứng gà, thì bà con phải giữ cho được, đừng để nó rụng. Vì nếu mà rụng cái giai đoạn này thật sự rất là tiếc cho bà con. Thà nếu mà rụng cái giai đoạn hoa thì bà con sẽ đỡ tiếc hơn. Khi mà ra trái rụng á, thì thật sự rất là tiếc. Đó là mình chia sẻ với kinh nghiệm riêng của mình. Thì clip này á, mình cũng nói chính lại đó là cái vấn đề mà đọt non. Thì bà con phải kiểm tra cho mình nha. Nếu mà đa số toàn bộ cái lứa đợt đọt lần một này á, thì bà con không cần phun chặn đọt. Một số bà con ta cứ thắc mắc là muốn chặn đọt. Thì lâu nay mình cũng nói theo quan điểm cá nhân của mình á, tùy vào trường hợp mà mình cho bà con chặn đọt, không phải lúc nào cũng chặn đọt. Có những cái không quan trọng nên bà con không cần chặn, vì chặn nó rất rất tốn công và tốn nhiều thời gian cho bà con, nó không có đóng vai trò không quan trọng ở giai đoạn đó. Nhưng mà cái giai đoạn mình nói đây nè, giai đoạn này rất là quan trọng nha, cái này là chuẩn bị chặn nó vì nó đã mưa được một cơn rồi. Thì vấn đề thứ hai nữa là phân bón á, thì những vườn có phân chuồng á, vi sinh á thì rất là tốt. Còn thứ hai, nếu mà giai đoạn này cây chúng ta kiệt sức quá thì bà con có thể bón cho mình một chén NPK. Và thứ hai, bón xung, nhớ là bón xung quanh tán cho mình nha, không nên bón một chỗ, chúng ta rải đều xung quanh gốc và chúng ta tưới. Còn cái thứ ba nữa là bà con có thể bón chung vi lượng cho mình, đó là sắt, kẽm, magie, bo, canxi dưới gốc cho mình đi, đó là để phục hồi cây. Thì một số bà con cứ thắc mắc tại sao mình không cho bón hóa học, vì nếu bón hóa học sớm quá thì mưa xuống á, phân bón ăn xuống nữa, nếu phát đọt rất là nhanh nên khiến bà con chặn đọt, nó tốn thời gian chặn đọt nữa thì lúc đó nó sẽ khó với bà con. Nên mình khuyên bà con là nên bón cho mình vi sinh chứ phân chuồng trước đi. Và khi mà trái nó vượt qua giai đoạn trứng gà, lúc đó bà con bón hóa học cho mình nó cũng rất là hiệu quả. Đó là kinh nghiệm cá nhân của mình chỉ chia sẻ cho bà con, còn không phải là vườn nào bà con cũng phải bón cái đó. Nếu bà con không có thì bà con vẫn bón hóa học được cho mình, nhưng mà tỷ lệ mình vẫn khuyên bà con là lúc này mình bón đạm thấp thôi, để tránh trạng khi bà con bón vào gặp mưa xuống và tưới nước ẩm nhiều, phải búng đọt nhanh. Búng đọt nhanh thì kèm theo đó thì sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa trái và ngọn rất là nhiều, thì bà con phải chặn đọt lại để cho dinh dưỡng nó già đọt đi và tập trung dinh dưỡng nuôi vào trái. Thì clip này mình quay cũng rất là dài về cái mô hình mà bút trồng sen cà phê, và mình hướng dẫn cho con công tác thăm vườn và chặn đọt khảm ngọn trên cây sầu cây bao bút đó. Mình quay cũng rất là chi tiết và cụ thể cho bà con. Thì qua đây đó, bà con nào có thắc mắc gì đó, thì bà con có thể điện thoại cho mình. Thì đây mình cũng thông báo cho bà con, những bà con nông dân ở xa thì bà con cũng có biết được cái hướng của mình để tránh tình trạng như năm 2017 á. Thì bà con lúc nào cũng thắc mắc là khi mà trái nó ra bằng trứng gà rồi nó rụng hết, không biết cách nào khắc phục luôn á. Đó là cái vấn đề đau đầu nhức nhối của bà con. Nhưng năm nay mình hướng dẫn cho bà con để bà con chuẩn bị trước và công tác trước á, thì sẽ không có xảy ra tình trạng mà rụng này nữa. Thì nó chỉ rụng giai đoạn nấm treo trái thôi. Cái đó thì bà con có thể theo dõi và thăm vườn và tiến hành xử lý cho mình. Vậy một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ quay tất cả các video về quy trình của cây bơ bà con xem. Thì đây là giai đoạn chặn đọt lần thứ nhất, đó là mình nhắc nhở bà con. Thì sẽ trải qua hai giai đoạn chặn đọt và hai giai đoạn nấm khuẩn ở trên trái bơ bút nữa là xong một chu kỳ. Còn vấn đề mà bón phân á, thì mình sẽ nhắc nhở bà con từng theo đợt để bà con bón, và những cái đợt nào quan trọng thì mình sẽ nhắc nhở rất là kỹ để bà con bón cho vụ 2019. Thì bà con cứ xem cái bơ nha, thật sự là bơ nó trái nó nhỏ nên bà con thấy không có rõ. Sau này trái mà nó lớn, nó to bằng cái trứng gà trở lên á, thì mình quay rất là kỹ, lúc đó trái nó sẽ bóng mở và đẹp hơn, bà con ta nhìn thấy rõ hơn. Còn qua clip này mình quay cũng trái nhỏ nhỏ nên trong thân chúng ta thấy sẽ không có kỹ hơn. Thì bà con cứ đăng ký kênh đi, thì để cho mình có cái động lực như tất cả các video trước mình hay nói bà con xem á, thì mình sẽ quay và bổ sung video cho bà con xem. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này nha. Cái clip nó rất là dài, nó kéo dài khoảng cỡ 17 phút á, nên bà con cứ xem từ từ nha.